Đời sống thú vị xin chào các bạn. Có một hiện tượng xảy ra ở cái máy lạnh bình thường ấy. Nó đang chạy thì nó rung rất mạnh rồi nó ngắt. Nếu như máy lạnh ấy, càng lớn, công suất lốc càng lớn thì cái độ rung càng mạnh. Bình thường ấy, thì nó chỉ xảy ra từng lúc. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích cái hiện tượng. Đây tôi vẽ cái sơ đồ cái hệ thống này, lốc này, giật nóng này và giật lạnh này. Thì khi mà nó giật như thế, tức là như này này, cái bít tông như này. Hôm trước tôi đã lấy cái vẽ cái sơ đồ cái bít tông như này. Đấy, nó chạy bằng trục khuỷu. Thế nên khi mà nó quá tải thì cái áp ở đây nó lớn, nó nặng, lực cực và chúng ta thấy nó rung. Thì đấy là cái hiện tượng quá tải. Thì lốc càng lớn, công suất càng lớn thì cái độ rung càng mạnh. Thì nguyên nhân tại sao nó quá tải ở đây? Thì đây quay lại cái này. Toàn bộ cái hệ thống như này. Đây tôi vẽ như này. Lốc này, dàn nóng này, dàn lạnh này. Nếu như cái dàn nóng ấy, đấy, toàn bộ cái hệ thống này chỉ cần nhiệt độ tăng lên một chút thôi thì cái áp suất toàn hệ thống nó sẽ lớn lên. Và cái đầu hút ấy, nó tăng lên, áp suất nó tăng lên. Đấy như này. Đấy. Khi mà cái đầu hút tăng lên thì cái lượng vào, lượng ga vào cái bít tông này nhiều, áp suất ở đây tăng lên. Khi nó nén vào, áp suất ở đây tăng lên. Đó, thì nó nặng. Thế thì tại sao mà lại cái đầu hút nó tăng lên? Thì nó nằm ở cái chỗ này. Đây, nó nằm ở cái này. Cái dàn nóng lâu ngày nó bám bẩn vào, thì khi áp suất là dàn nóng nó nóng thì nó làm cho cái dịch ở trong ít, nó ngưng tụ được ít dịch, thì cái lượng khí nhiều, khí ga nhiều, thế thì nó tăng lên toàn bộ hệ thống, tức là cái đầu ống nó tăng lên, nó sẽ vào cái khoang của cái bít tông này nhiều, nó làm cho áp suất tăng lên, thế thì cuối cùng là nó chạy. Càng chạy càng làm quá tải, dẫn đến một lúc là nóng quá, đấy, dòng tăng lên, cộng với nóng quá sẽ ngắt cái lốc, là cái hiện tượng như thế. Nếu như các bạn gặp cái hiện tượng đó, đấy, đầu tiên là thấy dòng nó tăng lên, đấy, chạy một lúc dòng nó tăng lên, đấy, sau đó là nó ngắt, giật ra nó ngắt, đấy, thì là do cái giàn nóng, giải nhiệt kém, dẫn đến toàn bộ áp suất trong hệ thống nó tăng lên. Quá tải trong bít tông và làm ngắt lốc. Thì cái tình trạng này chúng ta chỉ cần vệ sinh sạch sẽ. Đấy, cái dàn nóng là sẽ ok. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an, là hạnh phúc. Cảm ơn bạn.